Đảo là huyện được thiên nhiên ưu đãi, có tiềm năng phát triển du lịch với hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và đa dạng. Địa điểm lý tưởng phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp du lịch tâm linh. Huyện Tam Đảo được tỉnh Vĩnh Phúc coi là vùng lõi phát triển kinh tế du lịch của tỉnh. Xác định được tiềm năng và lợi thế, huyện Tam Đảo đang ngày càng chuyển mình, vươn lên trở thành huyện trọng điểm phát triển du lịch nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Tam Đảo có lợi thế gần thủ đô Hà Nội, gần sân bay quốc tế Nội Bài. Tam Đảo được biết đến là khu nghỉ dưỡng đã được hình thành từ lâu với nét đặc trưng khí hậu thời tiết đặc thù. Có diện tích rừng lớn, cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ thống hồ với lưu vực sông rộng, gần các trung tâm chính trị. Thời gian qua, huyện Tam Đảo đã tăng cường liên kết giữa ngành du lịch với các ngành khác, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, gắn phát triển du lịch với phát huy giá trị di tích lịch sử, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng du lịch Tam Đảo có thương hiệu là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách. Huyện Tam Đảo thì là huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc và cách thủ đô Hà Nội 60 km, cách sân bay Nội Bài là 40 km. Tam Đảo có một cái lợi thế là có rừng quốc gia Tam Đảo chiếm 60% diện tích của huyện, cho nên là với một cái điều kiện tự nhiên là không khí trong lành, diện tích rừng bao phủ đấy, thì Tam Đảo cũng có những cái thế mạnh về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái. Chúng tôi cũng tập trung cho cái phát triển du lịch, ngoài du lịch sinh thái ra còn du lịch tâm linh. Cái điều kiện tự nhiên của Tam Đảo thì cũng gần với sân bay Nội Bài, cũng gần với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, cho nên cũng thuận tiện trong cái giao thông để phát triển. Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đã ban hành nghị quyết, quyết định tạo cơ chế, chính sách và định hướng cho phát triển du lịch dịch vụ. Như nghị quyết số 01 NQTU năm 2011 của tỉnh ủy Vĩnh Phúc về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tập trung định hướng phát triển du lịch huyện Tam Đảo trở thành huyện trọng điểm du lịch của tỉnh và quốc gia. Quyết định số 1508 QĐ-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện cũng đã có cái định hướng để xác định cái du lịch là động lực để phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong thời gian vừa qua thì cái tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện là dự báo dự kiến đến năm hết 2023 là đạt 14%. Và cái cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần cái tỷ trọng dịch vụ du lịch và giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản. Tỷ trọng về du lịch thì chiếm khoảng 40%, hơn 40%. Tỷ trọng về xây dựng thì cũng tầm 40%, 36-40%, hơn 40%. Về phát triển nông lâm thủy sản hơn 20%. Thì chúng tôi cũng xác định là lấy du lịch là động lực để phát triển kinh tế xã hội của huyện, và để phấn đấu đến năm 2025 theo cái văn kiện đại hội đảng bộ huyện là để Tam Đảo cơ bản đủ các điều kiện trở thành thị xã vào năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đã tham mưu cho huyện ủy ban hành nghị quyết số 03 NQHU ngày 30 tháng 11 năm 2021 về phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 266 KHUBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện đề án theo quyết định 1508 QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh
và nghị quyết số 03 NQHU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tạo bước đột phá về phát triển du lịch của huyện trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, lấy du lịch trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, tăng cường liên kết giữa ngành du lịch với các ngành khác, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, gắn phát triển du lịch với phát huy giá trị di tích lịch sử, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng du lịch Tam Đảo có thương hiệu là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của du khách. Có thể nói là Tam Đảo có diện tích tự nhiên trên 23.500 cây số vuông. Tam Đảo là địa phương có cái diện tích rừng rất là rộng lớn và có cái hệ thống hồ đập rất là phong phú và có các cái điều kiện để phát triển du lịch, đặc biệt là cái khí hậu. Nếu mà du khách đến Tam Đảo thì thị trấn Tam Đảo thì trong một ngày thì có thể trải nghiệm được 4 mùa trong năm, đặc biệt là vào mùa hè. Và trên địa bàn có cái hệ thống di tích khá là phong phú, có thể kết hợp với phát triển du lịch. Và trên địa bàn có các cái bản sắc của đồng bào dân tộc Chán Dìu, đặc biệt là dân ca Sông Cô, tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên và cái hát chầu văn thì được bảo tồn phát huy. Thì các cái giá trị văn hóa đặc sắc này thì đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục và cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kết quả trong năm 2023, du lịch huyện Tam Đảo đón trên 1.322.237 lượt khách đến tham quan, hành hương, vãn cảnh, nghỉ dưỡng đạt 132,2% so với kế hoạch, trong đó khu danh thắng Tây Thiên đón 912.000 lượt khách, khu du lịch Tam Đảo đón 350.180 lượt khách, Sài Gòn Tam Đảo đón 60.057 lượt khách. Để quảng bá các cái điểm đến cũng như là các cái giá trị văn hóa cũng như là các cái trải nghiệm tại Tam Đảo, chúng tôi sẽ tập trung tăng cường cái công tác quảng bá, đặc biệt là sẽ quan tâm tới cái việc ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin để quảng bá cái du lịch của Tam Đảo ra tới du khách trong nước cũng như nước ngoài để biết đến Tam Đảo, và khi đến với Vĩnh Phúc thì Tam Đảo sẽ là một lựa chọn điểm đến cho các du khách. Và mục tiêu chúng tôi là phát huy cái tiềm năng về mặt tự nhiên, nhất là phát triển du lịch thì gắn với công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ phát huy các giá trị di tích trên địa bàn. Đây là những cái điểm nhấn ở huyện Tam Đảo cũng như là cái điểm khác biệt so với các địa phương như chúng tôi đánh giá là các cái địa phương trên cả nước. Tam Đảo tự hào không chỉ là một điểm nghỉ mát được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến. Tam Đảo cũng tự hào là nơi gìn giữ những di sản văn hóa thiêng liêng gắn với đời sống tinh thần của bao thế hệ cha ông. Đó là khu di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Tây Thiên, nơi truyền thuyết kể rằng có đền thờ nữ chúa Tam Đảo Lăng Thị Tiêu. Quốc mẫu Tây Thiên được tích hợp vào cái sự tích là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế và Giáng Trần và được vào sống trong một gia đình của người cha họ Lăng, người mẹ họ Đào, và như thế là trở thành người trần gian. Lớp thứ hai đấy, khi trở thành người trần gian, vốn gốc là nữ thần núi Tam Đảo và gốc là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy, thì bây giờ ở cái lớp thứ hai đấy, với tư thế là người trần gian ấy, thì quốc mẫu trở thành nữ tướng, đồng thời trở thành người phụ nữ văn võ kiêm toàn và đặc biệt là có cái tài thổi sáo và nói năng cũng như là tiếng sáo thánh thót vậy. Do đó thì có tên họ là Lăng Thị Tiêu. Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo nằm giữa một vùng đa dạng sinh học phong phú của dãy Tam Đảo với cảnh quan hoang sơ, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Ngoài ra, khu danh thắng Tây Thiên còn có hệ thống tài nguyên nhân văn gắn với lịch sử và tôn giáo tín ngưỡng. Đền thờ quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu cùng nhiều ngôi chùa cổ như Phong Châu, Thiên Ân, Đồng Cổ, Tây Thiên, Đền Thượng.
Từ khi được xếp hạng di tích danh thắng quốc gia năm 1991, nơi đây được trùng tu, tôn tạo ngày một khang trang, kết nối nhiều công trình đền chùa, bảo tháp, sân trung tâm lễ hội bằng hệ thống giao thông nội bộ và cáp treo, tạo điều kiện cho du khách gần xa về tham quan chiêm bái thuận tiện. Nay thì tôi về chiêm bái cửa Phật, chư Phật mười phương cũng độ trì cho là hôm nay thời tiết rất là đẹp để chúng tôi đi chiêm bái là rất là phù hợp, mát mẻ. Vậy chúng tôi về đây thì sự đón tiếp của các nhà chùa thì rất là chu đáo. Đấy. Chúng tôi rất là miên mãn, nên cảnh chùa thì rất là đẹp. Chúng tôi rất chỉ mong là từ sang năm cũng sẽ có dịp để về đây tiếp. Riêng về các cái dịch vụ ăn uống hoặc là phục vụ cho cái hành trình của mình đi chiêm bái lễ Phật ấy, thì là ở đây là các sư sãi là phục vụ rất là tốt, mà nổi bật là các cái cô mà phục vụ cho cái đường cáp treo của mình đấy rất là nhiệt tình và rất là nhẹ nhàng chu đáo đấy. Thì các cô về đây thì thấy là rất là miên mãn rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và hôm nay đi lên đây là một là thời tiết là rất là đẹp. Đấy, ủng hộ cho người hành hương. Đến đây là nói chung là những cái dịch vụ như là hàng ăn, rồi đến xe điện, rồi cáp treo, tôi là rất là viên mãn, rất là toại nguyện. Tôi là muốn quay lại nữa thì là đi những cái dịch vụ rồi tất cả mọi cái đều ủng hộ. Thế nên là đi là rất là thoải mái, được viên mãn như thế này là toại nguyện rồi. Thế nên là lại muốn quay lại để cầu sức khỏe bình an cho con cháu, để cho mình bách gia chăm họ được khỏe mạnh, thì là nói chung là cuộc sống được bình an. Khu danh thắng Tây Thiên từ lâu được biết đến như một miền đất địa linh, nơi giao hòa giữa đạo Phật và tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc. Một vùng mây núi linh thiêng, một không gian thanh tịnh của chùa chiền là nơi du khách gần xa luôn muốn tìm về. Ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên đã phối hợp với các cái phòng ban của huyện cũng như các sở ngành để mà đề xuất với các cái bộ ngành trung ương đã có nhiều những cái giải pháp đầu tư về cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật cũng như nghiên cứu, sưu tầm những cái tư liệu lịch sử để mà góp phần bảo tồn và phát huy các cái giá trị di tích lịch sử để mà gắn với phát triển du lịch. Tây Thiên đang trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn du khách quanh năm, nhất là những ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ, có ngày đón khoảng 15.000 người. 3 tháng đầu năm nay, Tây Thiên đã đón trên 200.000 lượt khách hành hương lễ Phật. Chính quyền địa phương cũng đang có nhiều nỗ lực để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Tây Thiên, thực hiện tốt đề án bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên giai đoạn năm 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Và để phát huy được cái này thì chúng tôi tăng cường công tác duy tu, bảo tồn, tôn tạo theo kế hoạch của tỉnh cũng như là huy động cái nguồn lực xã hội hóa để nâng cao và bảo tồn các cái giá trị di tích để gắn với phát triển du lịch. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, về lễ hội, về di tích. Đây là những cái điểm mấu chốt mà để chúng tôi triển khai thực hiện các cái bộ quy tắc ứng xử trong di tích cũng như là bảo vệ môi trường sinh thái tại di tích để phục vụ cho du khách đến với Tam Đảo được trải nghiệm một cách an toàn, thân thiện, đúng với cái ý nghĩa là về với Phật, về đến với Phật về nỗi. Các loại hình di tích tại huyện Tam Đảo đan xen hòa quyện với nhau, rất khó có thể phân định rạch ròi, và cũng chính vì thế đã tạo nên một hệ thống di tích danh thắng liên hoàn, đa dạng, bí hiểm và linh thiêng. Nơi đây hội tụ cả 3 yếu tố: tâm linh, tín ngưỡng, thiên nhiên, cùng với những thắng cảnh tự nhiên là những di tích lịch sử văn hóa, hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được người dân nơi đây tạo dựng và gìn giữ qua các thời kỳ phát triển của lịch sử, với hàng trăm di tích thờ thần, thờ Phật, các lễ hội truyền thống phong phú và đa dạng, phân bố ở hầu khắp các địa phương trong huyện. Có thể thấy các di tích lịch sử văn hóa đóng vai trò quan trọng trong thu hút khách du lịch đến với Tam Đảo. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua,
huyện Tam Đảo đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt nhằm tăng cường quản lý, bảo tồn di tích, ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể việc tu bổ, tôn tạo các di tích một cách hiệu quả, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn, gìn giữ di sản. Tam Đảo là địa phương có thể nói là có thế mạnh về phát triển du lịch gắn với văn hóa, gắn với di tích lịch sử. Và đây là một cái điểm nhấn mà chúng tôi đã, trong những năm vừa qua chúng tôi đã tập trung nhiều cái giải pháp để phát huy cái thế mạnh này. Và thực tế thì du lịch tâm linh và du lịch văn hóa cũng là một cái sản phẩm du lịch mà du khách đến với Tam Đảo thì đều được trải nghiệm và đều được nghiên cứu và đều có những cái đánh giá rất là hiệu quả. Huyện Tam Đảo cũng đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, mở rộng thị trường và quảng bá sản phẩm truyền thống tiêu biểu của địa phương, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ý thức cộng đồng và văn hóa ứng xử để phát triển du lịch, liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, hình thành tour tuyến du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa để mở rộng các hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí, y tế, giáo dục chất lượng cao, phục vụ nhân dân và du khách. Phát triển du lịch gắn với quảng bá hình ảnh của địa phương, cái đặc sản truyền thống của địa phương thì đối với Tam Đảo thì chúng tôi có một cái hệ thống di tích đình đền chùa thờ thần, thờ Phật và thờ thần. Chúng tôi cũng phát huy được cái nội dung này trong cái việc mà phát triển du lịch. Thứ hai là thị trấn Tam Đảo núi với độ cao là 900m so với mặt nước biển thì cũng thu hút hàng triệu lượt khách đến với huyện Tam Đảo. Với nhiều lợi thế về khí hậu, điều kiện tự nhiên, thị trấn Tam Đảo được đánh giá là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch. Để tận dụng và phát huy tiềm năng vốn có này, trong thời gian qua, thị trấn Tam Đảo đã có nhiều chủ trương, định hướng nhằm đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Thị trấn Tam Đảo thì nằm sau mực nước biển 900m, là khu du lịch từ người Pháp tìm ra, với diện tích là 264 ha. Điều kiện tự nhiên của thị trấn Tam Đảo là bốn mùa quanh năm mát mẻ, rất phù hợp trong công tác phát triển du lịch dịch vụ, du lịch xanh để đón các du khách trong và ngoài nước đến thị trấn Tam Đảo. Đặc thù của thị trấn Tam Đảo là diện tích nhỏ, dân số ít. Thị trấn Tam Đảo chúng tôi chỉ có hơn 200 hộ dân với hơn khoảng 800 nhân khẩu, với diện tích 264 ha. Điều kiện tự nhiên thì rất phù hợp phát triển du lịch dịch vụ vì có khí hậu quanh năm mát mẻ, có điều kiện về cảnh quan núi rừng hùng vĩ, có các cái điểm vui chơi mang tính tự nhiên đặc thù của vùng núi. Thị trấn Tam Đảo là địa danh du lịch nổi tiếng không chỉ của huyện Tam Đảo mà còn là của tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian qua, thị trấn Tam Đảo đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ, nâng cao chất lượng, khẳng định được vị thế của mình, trở thành khu du lịch trọng điểm của huyện và tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đạt được rất là nhiều các mặt tích cực về phát triển du lịch dịch vụ, trong đó là thu hút được rất là nhiều các cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn của tỉnh cũng như là ngoài tỉnh về đầu tư phát triển du lịch dịch vụ tại thị trấn Tam Đảo. Trong đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái tuyên truyền để người dân thị trấn Tam Đảo có các nhận thức tốt về phát triển du lịch dịch vụ, xây dựng hình ảnh con người thị trấn Tam Đảo thân thiện đối với du khách khi đến du lịch tại thị trấn Tam Đảo. Với những cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền
và sự đồng thuận của nhân dân thì thị trấn Tam Đảo trong thời gian vừa qua đã thu hút được rất nhiều khách du lịch đến thị trấn Tam Đảo. Với kết quả phát triển kinh tế tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2023 và đang đặt mục tiêu phát triển lớn hơn trong năm 2024. Với nhiều giải pháp đồng bộ, thị trấn Tam Đảo trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước đến du lịch nghỉ dưỡng. Chỉ tính riêng số lượng khách du lịch 9 tháng năm 2023 ước tính là 338.600 lượt, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách lưu trú qua đêm là 101.436 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2022. Khách nước ngoài là 442 lượt, tăng 333% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trấn Tam Đảo phấn đấu xây dựng khu du lịch Tam Đảo mang tầm quốc tế, tạo dựng không gian du lịch có sự liên kết chặt chẽ, thống nhất về không gian, chức năng và hạ tầng du lịch kỹ thuật với các khu lân cận, thu hút khách du lịch xứng đáng với danh hiệu Tam Đảo thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới năm 2022. Để du lịch phát triển thì chúng tôi cũng ban hành rất nhiều các kế hoạch và căn cứ vào các đề án của tỉnh và của huyện thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Và với những cái triển khai đó thì năm 2022 thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã công nhận Tam Đảo là khu du lịch quốc gia. Và đến cuối năm 2022 thì tổ chức giải thưởng du lịch thế giới cũng vinh danh Tam Đảo là thị trấn điểm đến hàng đầu năm 2022. Đây cũng là một cái vinh dự nhưng mà cũng là một cái trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đảo. Và trong thời gian tới thì phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa du lịch Tam Đảo đứng trên bản đồ thế giới cũng như là thu hút khách du lịch không chỉ trong và ngoài nước đến với Tam Đảo để cho du lịch Tam Đảo trong thời gian tới sẽ cất cánh cao hơn nữa. Hiện nay, cơ sở hạ tầng du lịch của huyện Tam Đảo được nâng cấp và mở rộng. Tại khu di tích danh thắng Tây Thiên, hệ thống cáp treo và dịch vụ xe điện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại phục vụ du khách thập phương. Hiện nay, huyện Tam Đảo là nơi cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ ngơi, dịch vụ thương mại, trung tâm thông tin của cả vùng du lịch Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên. Đồng thời, xác định đây là một trong hai cửa ngõ chính đến những điểm du lịch mới trong tương lai của tỉnh Vĩnh Phúc. Tam Đảo là một cái địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Đánh giá được cái nguồn tiềm năng đó thì công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng chúng tôi đã đầu tư vào huyện Tam Đảo với hai dự án lớn. Dự án thứ nhất đó là dự án cáp treo Tây Thiên với quy mô là 59 cabin được đầu tư năm 2012 và dự án thứ hai đó là dự án khách sạn Venus Tam Đảo, khách sạn 4 sao duy nhất tại Tam Đảo hiện nay được đầu tư vào năm 2018. Đây là hai cái dự án trọng điểm của công ty nằm trong cái chủ trương của tỉnh Vĩnh Phúc phát triển du lịch là một cái ngành trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có cái địa phương là Tam Đảo. Ngay từ khi bắt đầu đầu tư vào Tam Đảo thì chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất là tích cực từ các ban ngành địa phương cũng như là các cơ quan chức năng trong cái việc là xúc tiến cho chúng tôi các thủ tục đầu tư, hướng dẫn cho chúng tôi các cái bước để có thể đầu tư một cách hiệu quả vào địa phương Tam Đảo. Và bên cạnh đó thì trong suốt quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng được sự đồng hành của các sở ban ngành cũng như là các cơ quan của cấp huyện và cấp thị trấn. Quyền địa phương thì cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở trên thị trấn Tam Đảo và khách sạn Century nói riêng thì cũng là về mọi mặt tạo điều kiện tốt nhất để cho các cơ sở và các doanh nghiệp phát triển một cách tốt nhất để phục vụ khách du lịch đến, có những cái thuận lợi về cơ sở hạ tầng và về mặt kinh doanh được thuận lợi nhất. Mục tiêu của khách sạn thì trong thời gian tới thì phấn đấu làm sao là đạt được cái quân số gọi là 85-90% số lượng ngày thường và như ngày cuối tuần, và phấn đấu làm sao là khách phục vụ một cách tốt nhất. Khách sạn sẽ có một cái chế độ ưu tiên giảm giá để cho khách đến lần đầu và có nhiều lần sau đến với thị trấn Tam Đảo nói chung và thị khách sạn Century nói riêng. Huyện Tam Đảo luôn chú trọng khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo ra những sản phẩm đặc trưng. Hiện nay, việc xây dựng mới nhà hàng kết hợp bán các đặc sản, sản phẩm ô cốp, quà tặng du lịch, quà lưu niệm của tỉnh, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch,
Thế mạnh của Tam Đảo về nông lâm nghiệp là những sản phẩm có tính ôn đới, có thể cung cấp vào mùa hè như rau su su, cây dược liệu. Ngoài ra có các sản phẩm chăn nuôi như bò sữa, gà Tam Đảo cũng được đánh giá cao. Đây là cơ hội phát triển du lịch trên cơ sở xây dựng thương hiệu cho các sản vật đặc trưng của huyện, hình thành các sản phẩm làm quà tặng phục vụ du lịch. Trong thời gian tới thì Tam Đảo là một cái huyện du lịch trọng điểm quốc gia, thì chúng tôi cũng đang có nhiều kế hoạch để xây dựng các cái bộ sản phẩm để mang tính chất mang tầm cỡ quốc tế về sản phẩm quà tặng du lịch. Bên cạnh cái sản phẩm đông trùng hạ thảo và chế biến thực phẩm để bảo vệ sức khỏe thì chúng tôi còn có những sản phẩm sản xuất từ tơ lụa để làm cái sản phẩm lụa tơ tằm. Đây là những cái sản phẩm có giá trị kinh tế cao và đồng thời cũng là một cái sản phẩm quà tặng du lịch mang tính chất là sắc sảo và tiêu biểu để du khách trong nước và ngoài nước về Tam Đảo có thể lựa chọn những sản phẩm như vậy làm quà tặng. Rất may thì địa phương thì đã thuộc địa danh du lịch Tam Đảo và Tây Thiên nên được hỗ trợ về các gian hàng trưng bày ở Tam Đảo và Tây Thiên và rất nhiều các biển quảng cáo được địa phương hỗ trợ để khách du lịch được biết đến và trải nghiệm. Thì mọi người sẽ được trải nghiệm khi bắt đầu dùng từ khi bắt đầu đến các điểm dừng chân và các nơi như kiểu các trung tâm trưng bày ở các khu như Tây Thiên, Tam Đảo và mọi người được trải nghiệm và được có thể là có các cái quà mang về và hai là có thể là dẫn đến mô hình để tham quan mô hình. Khai thác tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm du lịch và các loại hình du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch, thu hút đầu tư xây dựng các khu điểm du lịch mới ở những nơi có tiềm năng, thế mạnh về du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc trưng nhằm thu hút khách du lịch đến Tam Đảo, phát triển các làng nghề gắn với phục vụ du lịch là những nội dung, kế hoạch mà huyện Tam Đảo đang quan tâm chú trọng. Trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tập trung hỗ trợ để hợp tác xã phát triển nên nhiều sản phẩm mới làm cái quà biếu quà tặng cho các khách đến tham quan du lịch và cũng hỗ trợ cho hợp tác xã có một cái điểm trưng bày và bán sản phẩm tại khu du lịch Tam Đảo núi để hợp tác xã trưng bày và bán giới thiệu sản phẩm ô cốp của địa phương. Khai thác nội lực của địa phương là làm các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ một cách có trọng tâm, nâng tầm sản phẩm kết hợp quảng bá du lịch cũng là mục tiêu của huyện Tam Đảo nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Cụ thể hóa đề án phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, khu du lịch Tam Đảo đã từng bước được đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Thì chúng tôi cũng xác định cái nhiệm vụ xây dựng cái kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện cái việc phát triển du lịch trong thời gian tới. Và đồng thời với đó chúng tôi xác định cái việc người dân là lấy dân làm gốc, cho nên là tất cả mọi cái công việc đều là phải do người dân và cái thành công đều là do dân đứng ra để giúp cho cái sự phát triển của huyện. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu, ủy ban huyện tham mưu với huyện ủy xây dựng cái đề án xây dựng con người Tam Đảo văn minh hiện đại để đáp ứng với cái yêu cầu trong tình hình mới. Tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt đề án phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 một cách bài bản. Trong đó định hướng cụ thể phát triển các loại hình du lịch đang là thế mạnh của Tam Đảo, phấn đấu xây dựng khu du lịch Tam Đảo trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế, tạo dựng không gian du lịch có sự liên kết chặt chẽ, thống nhất về không gian, chức năng và hạ tầng du lịch kỹ thuật với các khu lân cận, thu hút khách đến với Tam Đảo ngày càng tăng cao.